khi mà Khánh sử dụng sản phẩm cao lợi sữa Hai Mom Happy này rồi á, thì sữa về nhanh nhiều và chất lượng sữa cũng tốt hơn, đặc hơn, thơm hơn và mát hơn nữa. Hộp cao lợi sữa Hai Mom Happy này á, thì có rất nhiều thành phần gọi là tổng hợp những cái thảo dược kích sữa về một cách tốt nhất đó cả nhà, gồm có những thành phần là cỏ sữa lá nhỏ nè ha, chè vàng nè, hoài sơn, đương quy, ít mẫu, bồ công anh, tâm sen, hạt mê thi của Ấn Độ, chiết xuất cỏ kari, rồi cái chất hòa tan chất xơ đó là chất FOS. Thì cái chất này rất là quan trọng cho mẹ bỉm sữa sau sinh nha cả nhà. Khi mà sử dụng cao lợi sữa Hai Mom Happy á, thì Khánh tự tin hơn hẳn một trời rạng ngời, là bởi vì mình đã có thể hoàn toàn nuôi con bằng sữa mẹ trong những tháng đầu đời. Cao lợi sữa Hai Mom Happy này á, thì mình sử dụng á, mình thấy là rõ ràng là có công dụng, có hỗ trợ cho mình rất là nhiều, chẳng hạn như là gọi sữa về nhanh nhiều nè, chất lượng sữa tốt, sữa đặc, sữa mát hơn, rồi giúp cho mẹ giữ dáng.